đường Trường Chinh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, một xe bán dạo được đậu ngay trên đường với tấm biển bán công. Biển viết thế, nhưng thực tế đây chỉ là những con gà. Theo phản ánh của người dân đến báo Thanh Niên, thời gian qua trên nhiều tuyến đường như Trường Chinh, Cách mạng tháng 8, Phạm Thế Hiển, thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc, Đồng Khởi, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, thường xuất hiện một số người chở chim đi bán dạo. Lồng chim gắn trên xe được nhốt một con công trưởng thành làm chim mồi và thả hàng chục con vào trong để rao bán. Với giá bán 700-800 ngàn đồng một cặp, nhiều người đã mua về nuôi. Tuy nhiên, một thời gian sau, tất cả công con đã biến thành gà sao. Con này con này. Ủa sao cái con này nó không có nhiều cái đuôi to này? Hả? Con mái hả? Con trống này nó có đuôi to hơn à? Dạ bao nhiêu vậy? Bao nhiêu con này? Con này. Trồng bao nhiêu? Nhưng mà nuôi dao với chó ăn sao? Con này là được bao nhiêu tháng tuổi rồi anh? Bao nhiêu ngày rồi? Hai tuần. Cái công ở trong trại nó thấy nó nhiều màu lắm, sao con này có màu đen rồi? Cái này con câu mà. Hả? Con câu mà. À. Chuyện dùng gà sao, gà tây, chim trị giả làm chim công bán cho người nuôi xuất hiện nhiều năm nay. Những người buôn bán vỉa hè ai cũng biết chiêu trò giả mạo này. Chỉ có những người đi đường ít hiểu biết và ham của rẻ nên mới bị lừa. Cái mấy gà sao con nó đẻ con lớn lên chứ gì? À đúng rồi. Gà sao. Cái chân à? Con công ở chân màu đen chứ đúng không? Thì cái con công ở chân là màu đen chứ còn không là một cái màu hồng là không có. Con công nó có một cái hàng vảy cái chân á. Vảy chân hả? À? Có một hài thôi. À. Công nào mà mấy gà sao đó mà họ bị lừa biết hồi đêm đó đây rồi. Đầu ấy vậy. À. Mấy gà sao em vừa trước bị làm cặp lớn hay chưa nhưng mà biết liền được hai hai ngày biết liền về lên mạng nữa coi biết liền à. Mới mua đâu biết đâu à. Mà mua mở lên coi biết đâu. Phóng viên báo Thanh Niên đã đem hình ảnh những con vật tại điểm bán công dạo trên các tuyến đường tới nhiều trại nuôi chim công lớn ở Đồng Nai và Bình Dương để xác minh. Các chủ trang trại đều khẳng định đây là gà sao và gà tây con chứ không phải chim công. Tôi khẳng định 100% đây không phải là chim công con mà là gà sao với lại gà tây. Vấn nạn này xảy ra rất là nhiều. Tôi dẫn chứng là những khách hàng đến trại của tôi qua mua chim công thì có đến 80 thậm chí 90% đã từng mua lầm con gà sao gà tây. Nuôi lớn lên không phải là chim công con, ôi không phải là con chim công. Các chủ trang trại cho biết, chim công một năm sinh sản một lần nên số lượng cũng ít và giá không hề rẻ nên không có nhiều để bán đại trà. Đồng thời, việc phân biệt công con với gà sao, gà tây cũng tương đối dễ, đó là dựa vào các đặc điểm như đầu, màu lông, chân, mỏ và thân. Con chim công con thì trên đỉnh đầu của nó có một cái chớp, lúc nhỏ khoảng tầm 1-2 tuần tuổi nó đã nhú lên rồi. Thì một tháng tuổi thì bà con rất là dễ nhận biết, lúc đó thì cái chớp nó là cao. Còn con gà sao và gà tây thì không có cái chớp, thậm chí đến lúc lớn nó cũng không có chớp. Rồi con gà sao và gà tây trên đầu của nó, phần lông nó sẽ có những cái đốm sọc xen kẽ giữa trắng và màu sẫm đen, rất là dễ nhận dạng. Về mỏ của con gà sao và gà tây nó cũng ngắn, như nhìn thì mình biết là mỏ gà, còn mỏ chim thì nó có cái độ nhọn và dài hơn. Còn về chân cũng vậy, con chim công con nó có cái chân rất là cao và màu của nó là màu xám đen. Riêng về gà tây và gà sao thì chân của nó có màu hồng vàng và rất là lùn. Ông Nguyễn Xuân Lưu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc nuôi, nhốt, mua bán động vật hoang dã như chim công, chim trĩ phải đăng ký với Chi cục Kiểm lâm. Hiện số lượng trại công ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đang được quản lý rất chặt. Tuy nhiên, nếu người dân thiếu hiểu biết mua nhầm phải chim công giả
thì việc xử lý cũng rất khó khăn. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.